Dạo qua một vòng các điểm bán bánh trung thu năm nay, có thể thấy nhiều doanh nghiệp đưa ra các dòng bánh khác nhau giới thiệu đến người tiêu dùng. Với công ty cổ phần BBK, với hơn 300 gian hàng và 12.000 điểm bán trên toàn quốc, họ giới thiệu nhiều dòng bánh mới. BBK có trên 60 chủng loại với 3 dòng bánh chính: bánh trung thu cao cấp, bánh trung thu dinh dưỡng và bánh trung thu truyền thống. Trong đó có nhiều loại hướng đến sức khỏe người tiêu dùng như bánh giảm ngọt, giảm béo, sử dụng nguyên liệu tự nhiên tốt cho sức khỏe. Đặc biệt có riêng dòng bánh trung thu dinh dưỡng dành cho người ăn kiêng và bệnh tiểu đường. Theo lãnh đạo công ty BBK, ra xu hướng này bởi hàng năm doanh nghiệp đều có nghiên cứu, tìm hiểu về các xu hướng thị trường trước khi tung ra những sản phẩm phù hợp. Năm nay, BBK chúng tôi dự kiến đưa ra thị trường khoảng trên 600 tấn sản phẩm bánh trung thu các loại. Đặc biệt là cái dòng sản phẩm bánh trung thu cao cấp với các cái bộ hộp được thiết kế rất là sang trọng, tinh tế. Cái thành phần bánh bên trong cũng được lựa chọn và đưa vào những cái nguyên liệu tốt nhất. Đặc biệt là cái vấn đề giảm ngọt, giảm béo thì chúng tôi cũng tiếp tục theo cái xu hướng nhu cầu thị trường hiện nay. Người tiêu dùng hiện nay họ đang rất là thích các cái yếu tố tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Chúng tôi nghiên cứu ra cái dòng bánh trung thu sử dụng các cái loại nhân từ rau củ và trái cây. Với cái dòng sản phẩm này thì nó cũng tạo thêm một cái nét mới, cái khẩu vị mới cho người tiêu dùng có thêm cái cơ hội thưởng thức và lựa chọn. Bên cạnh đó, BBK còn có nhiều dòng bánh trung thu cao cấp được thiết kế theo bộ hộp sang trọng như bộ hộp sản phẩm trung thu rau củ Thưởng Nguyệt với thiết kế hộp gỗ, nhân bánh sử dụng các loại rau củ từ thiên nhiên, giàu dinh dưỡng là cà chua bi, dâu tằm, cà rốt, hồng dẻo từ Đà Lạt, vỏ bưởi diễn, dưa lưới Nhật Bản, v.v. Nét đặc sắc của bánh trung thu 2018 mà BBK truyền tải đến người tiêu dùng là nguyên liệu tự nhiên. Với các loại hạt và đậu tự nhiên như hạt sen, hạt mè, đậu xanh, đậu đỏ cùng các loại dầu thực vật, dầu nành, dầu mè thay thế cho mỡ động vật. Bánh trung thu là một trong những cái dòng bánh tươi, do đó nó đòi hỏi cái quy trình chế biến nguyên liệu cũng như là các cái khâu sản xuất nó phải rất là đảm bảo. Trong từng khâu, ngay như khâu đầu tiên là khâu lựa chọn các cái loại nguyên liệu thì chúng tôi cũng lựa chọn rất là kỹ từ các cái nhà cung cấp nguyên liệu có đủ cái tiêu chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm. Chúng tôi cũng đã đầu tư cái cơ sở hạ tầng, nhà xưởng đạt các cái tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm cao như là tiêu chuẩn HACCP, tiêu chuẩn ISO 22000, đảm bảo trong từng khâu sản xuất chúng tôi kiểm soát được toàn bộ cái yếu tố đầu vào và đầu ra nó ổn định và nó đảm bảo các cái tiêu chuẩn. Trong một cuộc gặp gỡ truyền thông trước mùa trung thu mới đây, ông Cao Siêu Lực, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bánh kẹo Á Châu ABC Bakery cho biết, ABC Bakery đã sản xuất khoảng 60.000 bánh trung thu nhân ngọt để thăm dò phản ứng từ thị trường Mỹ. Do phía Mỹ không cho nhập bánh có nhân thịt hay trứng muối, do đó sản phẩm chủ lực mà ABC Bakery xuất qua là bánh trung thu tiramisu và bánh nhân sen lá dứa. Nếu thị trường phản ứng tốt, đây sẽ là cơ hội rất lớn cho bánh trung thu ABC Bakery trong những năm tiếp theo. Công nghệ của mình, phải nói là mình không thua nước ngoài, kể cả mình nói hơn nước ngoài nữa. Cái thứ hai nữa, thì có phần quy trình của mình đó rất là nhanh. Người Việt Nam hiện nay là ai cũng quan tâm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Hiện nay là an toàn vệ sinh thực phẩm của mình, mình rất là tự hào về cái phần trước khi làm từ A tới Z này kia thì mình rất là khống chế được cái phần chất lượng của mình, khống chế nguyên liệu, quy trình sản xuất này kia rất là hiện đại. An toàn vệ sinh thực phẩm tôi cho là nó đầu. Cái thứ hai nữa là chất lượng, cái thứ ba nó phục vụ, rồi tiếp tới là giá cả phải cạnh tranh nữa. Mùa trung thu năm nay, ABC Bakery tung ra nhiều dòng sản phẩm bánh phục vụ cho người tiêu dùng như bánh trung thu thượng hạng, bánh nhân ngọt, nhân mặn, bánh trung thu cho người ăn chay, cho thiếu nhi, bánh dẻo. Đặc biệt, năm nay ABC Bakery còn đưa ra nhiều set khác nhau như bộ bánh cao cấp Royal, Lava, Premium, thuận tiện cho việc biếu tặng của khách hàng. Hiện nay, nhà máy và các phòng thí nghiệm của ABC Bakery được xây dựng để thực hiện kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào và sản phẩm đầu ra, đáp ứng các tiêu chuẩn ISO và HACCP. Khác với cách làm bánh trung thu truyền thống trước kia, các sản phẩm bánh trung thu ABC Bakery đều mang dấu ấn của công nghệ mới. Hệ thống thiết bị sản xuất bánh trung thu được lập trình vi tính hóa, kết hợp với hệ thống lò nướng tự động của Nhật, dây chuyền làm nguội bánh của Đức và Hà Lan, cùng với máy đóng gói được nhập khẩu từ Nhật. Một mùa trung thu nữa lại đến, và có vẻ như các doanh nghiệp Việt đang làm tốt hơn các tiêu chí để ghi điểm trong mắt người tiêu dùng. Đó là một cách giúp sản phẩm của họ đi vào tâm trí người dùng, kể cả khi mùa trung thu đã đi qua.
Hy vọng rằng nhờ sự nghiên cứu kỹ về xu hướng người tiêu dùng thích các sản phẩm hạt, củ, quả từ thiên nhiên, các doanh nghiệp làm bánh trung thu năm nay sẽ thu được nhiều kết quả khả quan trong mùa trung thu 2018 này.